nhật tình hình chuyến bay của mình lúc này hiện tại là 10 giờ đêm nhưng mình vẫn chưa vượt về tới Sài Gòn. Mình bay chuyến từ Hà Nội về Sài Gòn lúc 3 giờ chiều. Lúc này đã bay được 3 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa đáp nha mọi người nha. Tại thành phố Hồ Chí Minh mưa rất là to. tại mình rất là đói tiếp viên cho mình ổn mày những ổn mày rất là hôi mình không ăn được luôn. Nhưng là khúc này nè, cái lúc đó là máy bay đáp tới sân bay Sơn Nhất rồi là hạ cánh rồi bạn. Nhưng mà vừa chạm xuống cái là máy bay, bay bay ngược lại trên liền luôn. Xong sau đó là bay về Cần Thơ và mình phải ngồi trên đây khoảng 2 tiếng đồng hồ. trên đây cũng không hiểu lý do vì sao lại lâu như vậy. Xong sau đó là mọi người được di chuyển xuống nhà ga một cái phiếu ăn rồi mọi người sẽ được một tô mì và một chai nước suối. Sau tình hình cập nhật rằng là máy bay đã bị hư cánh và hư hầm. Hiện tại đặt điều các anh kỹ thuật từ thành phố Hồ Chí Minh bay vào Cần Thơ đi sửa chỗ máy bay. Bây giờ tụi mình phải ngồi chờ ít nhất là khoảng từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ nữa sau khi máy bay được sửa xong thì tụi mình mới được bay về. Còn nếu máy bay không sửa xong thì sẽ cập nhật một chuyến máy bay mới để bay về. Rất là nhiều người làm loạn và yêu cầu phải trả hành lý cho họ tự đi xe về chứ bây giờ họ không muốn bay về nữa. Vì hiện tại khi mà ai nghe tình hình chiếc máy bay cũng rất là sợ. Bản thân em cũng vậy. Hiện tại bây giờ em đang rất là mệt vì khoảng 8 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay và ngồi chờ đợi không đó mọi người. Nên quyết định là bắt xe về.